Trước hết là mình cắt da rồi, cho khách rồi, nhưng mà quan trọng là mình muốn giữ nước sơn lâu thì các anh chị chùi sạch cái dầu ở trên móng hay là nước. Mình phải để cho móng thật là khô nha. Tại quan trọng là móng khô thì cái màu nó mới giữ được lâu. Em xin lỗi, móng tay của em hôm nay nó bị gãy. Bây giờ để cho cái màu nước sơn nó giữ lâu hơn thì mình dùng cái dehydrator. Cái dehydrator này thì mình thoa lên thì mình sẽ lấy đi những cái chất dầu trên móng và những chất nhờn. Giống như lúc nãy là mà trước khi mà các anh chị mà cắt da xong rồi sau khi đó thì mình nên bóp phở một lần nữa. Ví dụ mình bóp phở cho móng nó khô trên mặt. Mình phải cần trên mặt lúc nào cũng phải cần khô thì nước sơn nó mới giữ lâu. Tuy rằng nước sơn này nói là giữ tới 10 ngày thì mà mình phải làm đúng với cách của mình sơn thì mình mới giữ được cho khách bền như vậy. Chứ còn mình không làm đúng thì dĩ nhiên là nó dầu ở trên móng thì làm sao mà giữ lâu được. Thì bây giờ em để cái dehydrator. Em tha dehydrator. Khi mà tha lên thì rát và cho nó khô liền luôn. Mình chỉ cần tha. Còn nếu mà khách nào muốn base coat thì các anh chị cũng có thể để base coat được nha. Nhưng mà bây giờ em chỉ có làm demo cho sản phẩm bên em mà là mình có thể không cần base coat. Thì em sẽ sơn 10 màu khác nhau để cho các anh chị cảm nhận được là mỗi màu nó đều có vẻ đẹp riêng. Mà nó khô rất là nhanh. Bây giờ em bắt đầu ngón đầu tiên nè. Thì em sẽ chỉ cho các anh chị thợ chân tay nước luôn. Nếu mà dĩ nhiên là thợ chân tay nước là anh chị nào cũng biết làm và biết sơn cả. Nhưng mà nó chỉ cái có một cái trong nghề nails của chúng ta là dĩ nhiên có người sơn đẹp hơn và có người sơn không có tròn móng và có người chỉ có là sơn thôi. Thì cái này là sẵn như vậy thì em chỉ basic luôn, giống như là cái căn bản. Nếu mà anh chị nào mà chỉ có học nail mà học gọi là học ngang á, mà mình chưa có điều kiện để học cho những cái người thầy nào, đúng không chị? Đó, những người nào đó thì luôn tiện em làm cái video này thì em sẽ giúp các anh chị nào mà tay ngang á, làm chân tay nước đó, mà hay là mình chưa có biết sơn khéo mà người khác mà nói với mình á là mình sơn chưa đẹp mà lúc đó mình lại giận mà lại buồn á, thì như bây giờ em sơn, thí dụ nếu mà anh chị nào mà chưa có sơn được tròn móng đẹp thì bây giờ em chỉ sẵn vậy em chỉ luôn. Thì cái này em chia sẻ kinh nghiệm thôi, chứ không có gì hết. Trước hết là dĩ nhiên mình lấy nước sơn ra thì mình có lấy nó nhiều đi nữa thì mình gạt một lần một bên thôi. Mình không có cần để như vậy. Không để như vậy thì cái chai của nước sơn lúc nào nó cũng bị khô cả. Và cái cọ của mình nó sẽ hết cái nước. Cho nên vì như vậy thì mình chỉ có lấy một bên rồi mình gạt một bên, rồi bên không có và bên có. Nhưng mà đặc biệt cái lần đầu tiên mình lấy ra đó là mình cũng có nước sơn nhiều lắm. Mình không nên đặt thẳng ở trên đây, trên cái da mà mình kéo xuống. Vì như vậy lúc nào á là cái móng của mình lúc nào cũng bị tràn trề mà lại không đẹp, mà nó lại mà tới khi mà mình quét cái đầu móng thì nó lại không hết, không còn nước sơn nữa. Nó không đủ. Vì như vậy cách mình sơn cũng có thể là không giữ lâu. Cho nên vì như vậy thì em chỉ có chỉ căn bản mà thôi. Em chia sẻ cho ông chị. Em chia sẻ cái căn bản thì nếu mà anh chị nào thấy hay thì mình nên áp dụng nó để cho tốt cho mình mà thôi. Thì bây giờ em bắt đầu nha. Còn cách của em thì lúc nào cái nước sơn nhiều á thì em cũng để cái đầu móng trước. Tại vì cái đầu móng của mình cần che đậy nhiều. Và khi mà mình có lấy nước sơn nhiều tới khi mình quét từ trên xuống dưới mới có hết thì cái đầu nó cũng có rồi. Để cho nó em bắt đầu nha. Và quan trọng nữa là một cái này rất là hay. Bất cứ các anh chị dùng cây cọ nào cũng vậy, cây cọ tròn hay cây cọ vuông hay là cây cọ như thế nào. Nhưng mà thí dụ mình mà muốn đi qua phía mà bên cho nó tròn cái cuticle đó thì các anh chị nhớ là cái góc này nè, cái góc ở bên tay trái này nè. Đó, cái góc ở bên tay trái này
thì lúc nào mình cũng đi bằng cái gốc đó, mình không có đi bằng cái mình, cái gốc đó mình o nó từ bên trái để cho nó tròn, và mình đi qua bên phải thì cái gốc của bên tay phải nè, các anh chị dùng cái gốc thôi mà để o ở bên tay phải thì cái cuticle nó mới tròn được. Cái đó là chia sẻ của em. Thì em hy vọng được giúp được các anh chị nào mà chưa sân khéo. Còn các anh chị mà sơn giỏi rồi thì em không cần phải nói rồi. Đó, mà nước sơn này rất là đẹp. Khi mà mình sơn lên thì khi mà mình để như vậy. Đó, thì khi mà các anh chị mà sơn như vậy rồi, cái móng tay của mình rất là đẹp. Anh chị thấy không? Cho nên cái đầu móng của mình lúc nào cũng có màu nước sơn, mà mình không bao giờ bị lên da mà cái móng của mình lúc nào cũng tròn. Thì cái này là cái màu đầu tiên nha. Rồi bắt đầu em sơn màu thứ hai. Thật ra mình sơn mình không cần phải sơn lẻ, sơn gấp đâu. Chỉ cái lớp đầu tiên mình phải cần sơn đẹp. Rồi lớp thứ hai á, mà mình chỉ có đi rất là nhanh. Thì như vậy cái móng tay của mình nó vừa đẹp mà vừa nhanh. Chứ không có cần mình phải đi gấp rồi nó ra không đẹp. Em muốn cho các anh chị biết là tại sao em sơn 10 ngón 10 màu khác nhau. Để cho các anh chị biết là nước sơn của bên em nó rất là đẹp. Cái này giống như em chỉ là cái solo gel của bên em á, màu đẹp lắm. Khi mà các anh chị sơn xong nó giống như là màu gel vậy á. Thì các anh chị có mua thì mình cũng không có sợ là bị mua lầm tại vì rất là nhiều sản phẩm trên thị trường. Dĩ nhiên là tuy rằng chỉ có chai nước sơn thôi, nhưng mà bên công ty em cũng phải làm cao cấp. Là rất là đẹp. Thường thường là khách Mỹ mà đã xài sản phẩm bên Canada được rồi thì không có người nào mà chê cả. Đặc biệt là nước sơn này khô rất là nhanh, nhưng mà các anh chị cứ quét hoài cho đến khi mà mình vừa ý thôi, nó ngưng thì nó mới bắt đầu khô. Còn nó mà các anh chị còn quét thì nó còn độ bóng của nó, cho nên nó rất là hay. Màu nào các anh chị lấy ra sơn cũng đẹp hết, màu nào cũng dễ, và màu nào nó cũng giống như con trong chai nước sơn cả.
tại vì em biết là các anh chị sẽ hỏi tại sao nước sơn này nó tốt hơn là như thế nào. Thì hôm nay em mới làm cái live demo này thì mới cho các anh chị nhìn thấy là cái nước sơn này nó đẹp, nó đậm đà như thế nào. Bây giờ em sơn nước thứ hai này nha. Nó đã khô rồi. Các anh chị thấy không? Khi mà mình sơn cái bên kia là bàn tay, bên đây nó đã khô rồi. Dĩ nhiên là các anh chị thấy tất cả anh chị khác ở trên Facebook làm design rất là nhiều, đủ kiểu hết. Nhưng mà cái này là em chỉ cái căn bản là trước hết là mình biết sơn đẹp. Rồi khi mà biết sơn đẹp rồi thì mình làm cái gì cũng đẹp cả. Đó. Các anh chị thấy mà cứ nói nó giống như là màu treo. Nó rất là bóng. Anh chị cứ quét chừng nào cho đến khi mình muốn ngưng thôi. Coi như là màu của bên công ty em là màu nào cũng đẹp cả. Ý em nói là đẹp là một chuyện, nhưng mà nó bắt mắt của người khách Mỹ hay là châu Âu. Sản phẩm Kinetics này là 100% làm tại châu Âu. Khi mà các anh chị mà sơn lớp đầu tiên mình đã đẹp rồi á, thì nước thứ hai mình chỉ kéo xuống thôi. Tại vì mình đã có cái che cái đầu rồi, là nó đẹp đều đặn hết. Thì mình chỉ cần sơn như vậy thì cái bàn tay của mình ra mà mình làm cho khách thì lúc nào nó nhìn nó cũng đẹp. Còn cái nước đầu tiên của mình sơn chưa đẹp á, là nước thứ hai nó cũng sẽ như vậy. Mình nói mình che á chứ, nhưng mà thật sự nó không có đầy đặn, nó không có đều. Dạ. Cho nên em hy vọng rằng cái căn bản này giúp cho được anh chị nào mà chưa biết cách sơn. Sơn thì sơn được rồi đó, nhưng mà em sợ là chưa có ai chỉ cái cách sơn á, thì dĩ nhiên là mình cũng sẽ còn bị sơ sót. Em chỉ có muốn là chia sẻ cái kinh nghiệm của em mà thôi. Em biết là kinh nghiệm mỗi người mỗi khác, nhưng mà cái nào em thấy hay thì em chia sẻ. Tại vì nhiều khi các anh chị căn bản mà cứ học những cái design, nhưng mà trong khi đó mà mình chưa có cái căn bản mà mình sơn đẹp, thì có người khác cứ nói mình sơn xấu, cái mình buồn. Nhưng mà bây giờ các anh chị nào rảnh thì có thể coi cái video này của em thì sẽ biết cách sơn là đẹp mà. Bây giờ 10 ngón nè. Thì ý em nói là mình khô rất là nhanh rồi, bên đây cũng đã khô nè. Đó, có nghĩa là em sơn xong bên đây là màu nước sơn em đã khô rồi. Cho nên em mới nói với các anh chị là màu nước sơn này khô rất là nhanh. Và để cho em sơn cái sau khi ở bên công ty em chỉ có cái solar gel top coat. Solar gel top coat này giữ gần được 10 ngày. Thì lúc nào em cũng sơn che cái đầu trước cả. Em biết là nhiều khi cái video này căn bản thì nhiều khi có các anh chị không cần biết đến, nhưng mà em hy vọng rằng giúp được cho các anh chị nào mà cần biết.
Rồi thì sau khi mà mình sơn xong như vậy á, thì nước sơn này các anh chị chỉ cần để 1-2-3 phút là nó khô, nhưng mà nếu mà completely để cho cắt đi mà không bị chảy chùa không gì hết á, thì mà lúc nào cũng bóng như là treo á, là khoảng 10 phút, cho nên là 7-10 phút, cho nên rất là tốt. Thì bây giờ em đã xong cái phần này, thì bây giờ em sẽ hỏi cái chị mà em đang sơn nè, thì để cho chị cảm nhận được cái màu nước sơn này như thế nào, thì các anh chị sẽ nghe được những lời mà chị cảm nhận trước mặt, không phải là qua video, thì chị sẽ nói vài lời giúp em. Cảm ơn chị Ly cho em hỏi là chị hôm nay em làm demo cho chị cái màu này, thì chị có cảm nhận gì, chị có thấy như thế nào khác biệt với lại những nước sơn khác trên thị trường hiện nay? Ồ, màu này thì nó có cái độ dày hơn cái màu thường của nước sơn thường, và nó có độ bóng hơn nước sơn thường, mà giống như là mình đang mình sơn treo vậy đó. Dạ. Nó có cái độ màu rất là đậm, màu nào ra màu đó, nó không có bị lem mà bị lợ đi. Dạ, mà nó cũng không nhìn see through nữa. Yeah. Dạ, coi như là nó good coverage đúng không chị hả? Mà đặc biệt là những màu nước sơn này mình có thể vẽ được luôn. Em quên vẽ cho mấy anh chị. Ok, để cho nó khô một chút em sẽ lớp. Có nghĩa là những màu nước sơn em có thể vẽ được, có nghĩa là màu đỏ này, thường thường màu hồng lên màu đỏ thì đâu có được đâu, mà màu hồng lên màu đỏ thì nó show thành màu hồng, mà nếu màu xanh lên màu đỏ cũng thành màu xanh, coi như bất cứ màu nào nó lên màu đó, thí dụ nhất là màu đậm đen này đi ha, mà em để màu xanh lên thì nó cũng thành màu xanh. Thì để cho nó khô chút em sẽ tại vì nãy em lỡ để thấp khô rồi, chứ hồi nãy mà nó khô rồi em để lên thì các anh chị sẽ nhìn thấy. Cho nên những cái các anh chị mua nguyên bộ này thì các anh chị sẽ có tất cả những cái màu đẹp để cho các anh chị làm design luôn, làm ombre hay làm design gì cho khách, hay là bông hoa, hay là vẽ gì cũng được. Nó được hay được một cái là nước sơn nó rất là đậm đà để cho mình có thể vẽ được. Thì để cho nó khô một chút rồi em có thể sơn lại cho các anh chị coi. Thí dụ như bây giờ ha, thí dụ đơn giản em chỉ làm sơ sơ thôi cho các anh chị thấy. Thí dụ này màu nâu cái gì, bây giờ em sơn rồi đó thì nó thành màu xanh. Ok, rồi em sơn màu đỏ lên. Ok, bây giờ em sơn màu đỏ lên thì nó thành màu đỏ. Bây giờ khi nó ra như vậy á, cho các anh chị căn bản của nó là, ví dụ như ý em nói là mình sơn cái màu nào lô thành màu đó. Rồi bây giờ khi mà hãy cho cái móng tay của em ok, ví dụ như bây giờ màu blue mình lên màu này thì thành màu blue, cho nên em ấy nói là, để em lấy là màu nâu đi, là màu này cho các anh chị đó. Thí dụ bất cứ màu nào mình để lên thì nó thành màu đó, cho nên nó hay được cái chỗ đó. Em muốn làm gì để cho các anh chị thấy là cái độ màu đẹp của nó mà thôi. Rồi thí dụ như màu cam thì thành màu cam đó. Mình muốn che cái nào cũng được, coi như những cái màu như vậy thì em để cho các anh chị biết là mình có thể vẽ được bất cứ màu gì ở trên máu, và bất cứ màu gì cũng được hết. Thí dụ bây giờ màu hồng em lên đỏ đi thì nó cũng thành màu hồng đó. Ý em nói với các anh chị là mấy cái màu này nó khô rất là nhanh, và các anh chị có thể vẽ được luôn, màu nào nó cứ chồng màu đó màu đó màu đó, nó không có trộn với nhau. Chị Ly thấy không? Yeah. Rõ ràng đúng không? Có nghĩa là những cái màu này chị không cần phải mua những cái chai nhỏ mà để vẽ nữa, chị có rất là bất cứ màu này chị có thể vẽ làm sao cũng được cả. Cho nên vì như vậy khi mà người ta nhìn vô cái bàn tay như vậy, người ta tưởng đâu màu treo chứ không có không có phải như là màu thường. Yeah, đúng rồi. Nó có độ sáng y như treo vậy đó. Dạ. Yeah.
nó. Thì cái này là em cho các anh chị biết là màu nước sơn của bên em như thế nào, và đặc biệt là solar gel của bên em á, thì để cho em giới thiệu nó theo thời trang của châu Âu. Mỗi mùa châu Âu nó ra mùa nào và thịnh hành màu gì của những nhà thiết kế nổi tiếng giống như Chanel hay là Prada, Gucci, thì mình có thể theo thời trang của cái màu đó, là tại vì nó có cuốn sách này đi theo, giống như hiệu này là màu này, rồi hay là Gucci là màu tím nổi vào mùa năm 2018. Cho nên vì như vậy là có cuốn sách đi theo cho người khách Mỹ coi, và họ lúc nào cũng theo thời trang của châu Âu cả, cho nên sẽ không có bị lỗi thời. Và đặc biệt là mỗi mùa ra thì các anh chị mua 8 màu thì nó có 8 màu trong cái color chart như vậy luôn đó. Thì cho nên sản phẩm này, và khi mà collection mới thì nó cũng có vô trong cái blogger box là như vậy nè, nó đẹp như vậy đó. Thì các anh chị sẽ thấy nó rất là đẹp, nó rất là sang. Cho nên vì như vậy là mỗi một mùa là nó chỉ ra có 8 màu mà thôi. Rồi các anh chị nào mà em muốn biết về thêm sản phẩm này thì xin inbox cho em, hay gọi cho em sẽ để cái số điện thoại trong đó sao. Dạ. Và em cảm ơn chị Ly rất nhiều nha. Thì một lần nữa trước khi mình chào các anh chị, chị cho em biết là chắc chắn là màu nước sơn này như thế nào, chị thích như thế nào. Màu này em thích là nó có cái độ bóng hơn các màu nước sơn thường. Rồi với lại nó hơi dày hơn nước sơn thường nữa. Nó đậm đà. Dạ. Em phải dạ dạ cái màu của nó đậm đà. Dạ. Màu nào ra màu đó. Dạ. Nó không bị lỡ. Dạ. Rồi mình có thể vẽ được luôn. Dạ. Mà nó đặc biệt nó khô rất là nhanh. Dạ, giờ khô rồi đó. Khô rất là khô rất là nhanh. Cho nên như nó vậy. Nó khô mà nó bóng lắm. Nó bóng hơn mình nước sơn OPI hay bất cứ cái loại nào khác. Em cảm ơn chị nhiều. Nên em cảm ơn chị nhiều lắm nha. Ok, giờ em chào tất cả các anh chị nha đã theo dõi cái video này. Thì em chút nữa em sẽ làm một cái video khác về làm full set của cái builder base và dùng màu. Bữa kia là em đã làm một cái white tip rồi, hôm nay em sẽ giúp các anh chị làm một cái bộ mới builder base mà dùng màu. Rồi sau khi đó rồi em sẽ chỉ làm sao cách fill. Em xin các anh chị đừng rời Facebook nha. Hẹn gặp video kế tiếp. Bye bye. Thank you, Chili. Thank you.